Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày mùng 8 tháng 1 năm 2024. Hôm nay là một ngày đánh dấu sự thành công, một bước ngoặt của đoàn chúng ta về âm phần của đất nước. Chúng ta đã đi dọc đất nước để làm sạch âm phần, để đưa rước vong linh những người đã hy sinh vì đất nước này từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp cho đến những thời kỳ xa xưa mà tôi đã phân chia làm hai mảng. Mảng thứ nhất đó là mảng các vong linh liệt sĩ và mảng thứ hai đó là mảng vong linh gia tiên hay còn gọi là vong linh chết trận thời phong kiến. Chúng ta đã vượt qua những cái khắc nghiệt của thời tiết, vượt qua những cái xa xôi của địa lý để đi hết tất cả các tỉnh thành trong đất nước để làm sạch âm phần. Để ngày hôm nay chúng ta lại làm tiệc khao thiên cho tất cả các vong linh của năm tỉnh còn lại trên vùng núi phía Bắc, đó là Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Một cảm xúc rất khó tả. Một cái thời gian, cả một quãng thời gian rất dài, 2 năm chúng ta đã miệt mài. Đất nước của chúng ta đang phát triển rất là mạnh mẽ. Chúng ta cần phải làm thêm một cái mảng nữa, đó là mảng các vong linh người nước ngoài chết trận tại Việt Nam. Lúc đó âm phần của chúng ta thật sự sạch sẽ 100%. Và lúc đó nó sẽ góp phần hỗ trợ cho đất nước phát triển rất là tốt đẹp dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước. Hôm nay vợ tôi lại miệt mài dành toàn bộ tâm huyết của mình vào bữa tiệc khao thiên, bữa tiệc khao các vong linh của năm tỉnh. Đoàn của chúng ta đã dành toàn bộ những cái tâm, sự tri ân, nêu cao tính chất của người Việt Nam đó là uống nước nhớ nguồn. Các bạn đã song hành cùng thầy trò vợ chồng tôi trên những nẻo đường của đất nước để làm sạch âm phần. Lần này thì tôi đã xin phép các bạn là tôi không nhận sự gia tâm của các bạn để tôi nhận toàn bộ cái phúc đức trong chuyến đi lần này để tích phúc tích đức cho mình để giúp bách gia trong họ trong thời gian tới. Hôm nay với tâm trạng này tôi cũng không biết nói gì nhiều. Tất cả các vong linh thì đang rất là chờ đợi. Cảm xúc của các vong linh cũng lẫn lộn giống như cảm xúc của tôi lúc này, đó là buồn vui lẫn lộn, vui vì được chuyển kiếp đầu thai, buồn vì phải chia tay mảnh đất trần gian tươi đẹp này. Bây giờ thì tôi sẽ thỉnh mời hội đồng tối cao. Con xin thỉnh mời Đức Hồng Quân Lão Tổ và Hội đồng tối cao giáng phó bản điện dự tiệc khao thiên. Lệnh cho toàn bộ thiên giới mở tiệc khao thiên và khao tiệc các vong linh của năm tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Thưa các bạn, cũng như mọi lần, chúng ta lại mở những bản nhạc ca ngợi đất nước, ca ngợi công ơn của những người đã nằm xuống vì đất nước. Những bản nhạc bất hủ này
sẽ còn vang mãi đến nhiều nhiều thế hệ về sau. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau lắng nghe những bản nhạc viết về hào khí, viết về cái những cái đẹp của đất nước, ca ngợi sự hy sinh của những người đã nằm xuống vì đất nước này, và cùng với các vong linh nghe lại lần nữa, nhìn lại đất nước tươi đẹp này lần nữa để họ chuyển kiếp đầu thai. Mời các bạn lắng nghe. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khi tôi ngồi nghe, không biết cuộc cảm xúc của các bạn thế nào, nhưng cảm xúc của tôi bây giờ nó rất là dâng trào, lắng đọng và bùi ngùi. Sẽ không còn những bữa tiệc như thế này nữa, sẽ không còn những ngày hội trên thiên kiểu như thế này nữa. Cái gì rồi cũng sẽ qua. Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm ở phía trước. Và có rất nhiều sự tiếc nuối của con cháu hiện tại đang sống với gia tiên. Vì từ nay, gia tiên của chúng ta đã được giải thoát, siêu thoát và chuyển kiếp đầu thai. Một cảm xúc rất là khó tả, rất là khó tả. Bây giờ thì tôi thử xuất hồn lên thiên để xem không gian trên thiên như thế nào để nói với các bạn. Một không gian rất phải nói là trầm tĩnh lặng, không có sự vui vẻ hào hứng như những lần trước, vì họ biết họ là những hành khách cuối cùng trên chuyến tàu này. Một cảm giác rất khó tả. Và họ muốn nghe những giai điệu viết về quê hương của họ. Đó là một mảnh đất dải đất vùng Tây Bắc. Một bài hát về Tây Bắc. Tôi đang không biết chọn bài hát nào. Tây Bắc. À, chúng ta có bài tình ca Tây Bắc. Hôm nay chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn với gia tiên của chúng ta ở vùng Tây Bắc để tôi mở cho họ nghe giai điệu viết về vùng đất tươi đẹp Tây Bắc của họ, của gia tiên của chúng ta. Bài hát tình ca Tây Bắc. Xin nói thêm với các bạn điều này. Lần này tôi không chia sẻ phúc đức với các bạn như tôi đã nói lần trước, vì tôi muốn dành toàn bộ phúc đức trong lần này để tích cho mình, lấy phúc đức đó để giúp đời trong thời gian tới. Còn bây giờ thì mời các bạn lắng nghe, mời các vong linh. Anh về cùng cánh chim hòa bình tung bay khắp bầu trời tổ quốc. Các anh về cùng ngàn hoa nở sáng núi rừng. Các anh về cùng dốc sức dựng xây quê hương giàu đẹp. Và những lứa đôi lại say đắm hát tình ca. Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về. Vui trong nắng vàng đàn bướm trăng bay khắp rừng hoa ngập ngừng bên suối nước theo quanh mình như buồn tiếng đàn bâng khuâng nỗi lòng nhịp giáo ai đưa tiếng ca rộn ràng.
Chúng ta rất đẹp, phải nói là rất đẹp, từ Nam đến miền Trung hay là miền Bắc. Đất nước sẽ còn đẹp hơn nữa khi chúng ta, những người đang sống trong hiện tại, luôn nhớ ơn những người đã hy sinh vì đất nước này. Thực sự hôm nay tôi rất cảm xúc, rất cảm xúc. Tôi đang rất kìm chế cảm xúc của mình. Thưa các bạn, tôi xuất hồn lên trên đó. Tôi đã làm một hành động này mà tôi chưa làm bao giờ. Tôi đã phải xin phép hội đồng tối cao quỳ xuống tri ân tất cả những người đã nằm xuống vì trần gian này, vì đất nước này. Tôi chưa, đây là chuyện ở trên thiên, tôi không quỳ trước mặt ai ngoài hội đồng tối cao, cụ thể là Đức Hồng Quân Lão Tổ. Nhưng hôm nay tôi đã quỳ trước những vong linh của năm tỉnh. Và tôi quỳ cái quỳ này, tri ân này là tri ân với tất cả các vong linh chết trận từ xa xưa
Cho đến gần đây, tất cả những người đã nằm xuống vì đất nước này, tôi đã quỳ xuống cảm ơn họ. Và tôi cũng sẽ quỳ xuống để cảm ơn họ một lần nữa. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn vì sự hy sinh cho mảnh đất tươi đẹp này. Còn bây giờ thì tôi lại phải làm một điều nó rất day dứt lương tâm. Đó là lệnh cho thiên giới đưa rước các vong linh xuống địa để chuyển kiếp đầu thai. Vì sao tôi day dứt? Vì đây là điều tôi rất muốn làm, nhưng đây cũng là giây phút mà chúng ta phải chia tay với gia tiên của chúng ta. Tôi thực sự phải bản lĩnh trong giai đoạn này, thời điểm này, để tôi làm một việc cần phải làm. Lệnh cho toàn bộ thiên giới đưa rước tất cả vong linh của 5 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình xuống giao bàn giao cho thập điện Diêm La để chuyển kiếp đầu thai. Thưa các bạn, và bây giờ thì tôi xin vui mừng báo cáo lại với các bạn rằng đất nước chúng ta, âm phần đất nước chúng ta đã sạch sẽ lên rất nhiều và góp phần hỗ trợ đất nước phát triển rất mạnh mẽ. Còn lại mảng các vong linh người nước ngoài chết trận tại Việt Nam chúng ta sẽ làm trong cái thời gian tới, đó là ra Tết. Và ra Tết tôi sẽ xếp lịch mổ chân xong thì chúng ta sẽ làm. Cái này cũng vẫn là dự định, tại vì thực ra công việc nó cứ cuốn tôi đi và cái chân của tôi thì vẫn chưa mổ được. Và tôi xin nói lại là cái phần phúc đức trong chuyến đi lần này tôi xin giữ lại toàn bộ cho mình. Vì những lần trước thì các bạn gia tâm với đoàn thì tôi đều chia sẻ phúc đức, nhưng lần này thì tôi cũng đã xin phép các bạn là không gia tâm với đoàn, để tôi xin phép tích phúc đức toàn bộ trong chuyến đi này để lấy phúc đức cho mình, giúp cho Bách Gia chăm họ trong thời gian tới. Bây giờ thì bùi ngùi xúc động xin chào và hẹn gặp lại.